Rồi, em chào tất cả các anh chị. Có lẽ như hả, cái thời đại 2023 này á, cái năm nay cũng là một cái năm hả, một cái bước tiến nhảy vọt của cái ngành phát triển video marketing hả, cho bất cứ ngành mặt hàng nào đó. Và hả, khi mà mình quay video á, tự tập quay video ở nhà thì mình nên sở hữu một cái thiết bị chống rung để khi quay phim như thế này, gọi là gimbal nha anh chị. Đó, thì bây giờ không dài dòng để mở ra cho anh chị cùng xem và cùng trải nghiệm với em. Và hôm nay là cái này là cái con gimbal mà ngay đầu lần đầu tiên em mới cầm trên tay luôn anh chị ơi. Đó, đồ mới nha anh chị. Đó, thì để em coi là nó có thể giúp ích được gì cho bé khỉ khi mà quay video nha anh chị. Rồi, để em sẽ mở ra đó và cùng trải nghiệm cho anh chị cùng xem. Đó, và hộp thì các thứ là nói chung là rất là chuyên nghiệp luôn. Đó, có thêm một cái tờ giấy hướng dẫn linh ta linh tinh tiếng Trung anh chị ơi. À, và đặc biệt là cũng có app luôn. Cái gimbal này có app, mình có thể quét cái mã QR này mình tải phù hợp cho điện thoại iPhone và cả điện thoại Android luôn nha. Đó, rồi, và nhân vật chính của chúng ta là một cây gimbal như thế này. Đó, wow, nhìn rất là chuyên nghiệp luôn anh chị. Đó, wow, rất là chuyên nghiệp. Đó, và nhìn nó rất là đẹp. Đâu, để em cũng phải nghiên cứu để coi mình phải nên mở ở đâu các thứ anh chị. Rồi, đó, giờ em mở ra nè. Đó, là mình phải để cho cái những cái này, những cái khớp này nè, nó đi ra ngoài cái đó anh chị. Đó, như thế này đã. Rồi mình mới bắt đầu mở cái gimbal của mình lên. Đó. À, giữ cái nút nguồn nè. Đó, anh chị thấy không? Có một cái màn hình LCD ở đây. Màn hình xịn luôn nha. Đó, và tiếp theo là như thế nào? Mình cần một cái chiếc điện thoại để mình để lên mình cân cái gimbal của mình lại. Đó. Đó. Đây. À. Bây giờ là em sẽ mở Bluetooth lên nha anh chị. Và em tìm cái em tìm luôn cái tên của cái con gimbal này. Đó. Gimbal của mình bắt đầu nó tự cân rồi đó anh chị. Đó, giờ em bắt đầu em chỉnh nè. Là nó quay nè. Đó, anh chị thấy không? Đó. Chỉnh là nó quay nè. Đó. 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 Đó, cái này là mình quay ngang. Đó, để em kiếm coi. Đó, cái tên Bluetooth của nó nè, Smart XR. Đó, em đã kết nối vô. Đó, để về thì anh chị cũng hơi khó thấy. Đó, để em chỉnh cái đây. Và cộng thêm nữa là khi mà mình có một cái chế độ rảnh tay là sao, mình sẽ có được thêm một cái chân như thế này để mình gắn với đít. Mình chỉ cần vặn vô như vậy thôi. Và cái gimbal này thật sự cao cấp nha anh chị. Đó. Nhưng mà nghe đâu đó giá em này rất là mềm. Đó. Mình có thể để bàn hay là mình để ở dưới đất cũng được. Đó, để cho mình quay để rảnh tay. Và bây giờ em sẽ vào thử cái camera cho anh chị cùng coi cái chức năng chống rung của nó là nó được cao cấp, nó xịn sò tới cỡ nào nha anh chị. Rồi, đó mọi người ơi, hồi nãy em lắp ngược, bây giờ em lắp lại cho nó đúng chiều nè. Đó, và bây giờ anh chị có thể xem cái giúp em cái khung hình cái điện thoại nè, em cầm. Và khi mà em di chuyển, đó, em đi trên đường như thế này. À, và cái camera nó rất là ok luôn. Và nó không có bị rung. Đó, em có lắc mạnh cỡ này luôn nè mà anh chị thấy không? Cái khung hình nè, nó vẫn rất là, nó giữ yên nguyên cho mình để mình có thể quay chụp một cái cách thực tế nhất. Đó, và cộng thêm là nó không có thể nào bị rung được. Đó, mình có cầm mình lê như thế nào đi chăng nữa nó cũng không có thể nào rung được. Cho nên anh chị nào mà đang làm về cái những cái mảng quay phim nè, marketing nè, đó, mình làm sáng tạo nội dung thì đặc biệt nên sở hữu một cái em gimbal như thế này để có thể hỗ trợ công việc của mình tốt nhất. Và đây là giáo sư Khỉ, em chào tất cả các anh chị.